Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Biểu cảm liếc mắt cực tiếu của con gái Võ Hạ Trâm khiến netizen phì cười. Con gái Võ Hạ Trâm quả không hổ danh là một trong những nhóc tì có biểu cảm hài hước nhất nhì V-Biz. Trên trang cá nhân mới đây, Võ Hạ Trâm đã có chia sẻ loạt hình ảnh chơi cùng con gái cả ngày. Đáng chú ý nhất chính là khoảnh khắc Võ Hạ Trâm cầm điện thoại mặt tươi cười, còn cô con gái Moon nằm phía sau lại có biểu cảm gương mặt cực hài hước. Thấy mẹ hí hửng chụp hình, bé Moon liền liếc mắt biểu môi, khiến netizen không khỏi phì cười. Moon quả không hổ danh là thánh biểu cảm trong làng nhóc tì V-Biz. Biểu cảm liếc mắt biểu môi của con gái Võ Hạ Trâm khiến netizen phì cười. Nữ ca sĩ lại có chút dìm hàng ái nữ khi chụp ảnh theo châm ngôn Facebook ai người đó đẹp, trong khi mẹ thì tươi không cần tưới, còn con gái lại có vẻ hơi quạo vì bị mẹ chụp ảnh làm xấu. Những bức ảnh vô cùng mộc mạc qua camera thường mà không cần chỉnh sửa lung linh, nữ ca sĩ chú thích, chơi với ẻm hết cả ngày. Moon với biểu cảm không hài lòng khi bị mẹ Trâm chụp ảnh dìm làm dân mạng bật cười. Bên dưới bức ảnh, Võ Hạ Trâm hài hước bình luận: "Con em nó xác định nghề nghiệp tương lai luôn rồi mọi người ơi, khán giả dí dỏm, tương lai của con là tấu hề, chủ hội nữa nha." Dù mẹ có thay đổi hàng loạt biểu cảm nhưng cô bé vẫn giữ nguyên một biểu cảm. Dù có bị chụp hình xấu nhưng vẻ mũm mĩm dễ thương của bé Moon là không thể phủ nhận. Dưới bài viết mọi người đều dành lời khen cho cô bé. Coi mặt bả kìa trời, mẹ làm ca sĩ rồi con gái định làm danh hài hả bé? Dễ thương quá, xinh ví bụ bặm của bé Moon ạ, cưng xỉu luôn, yêu em quá đi. Mẹ con đều xinh à, yêu quá hai cái má bánh bao. Chị Trâm mát tay quá, xinh ví em ấy nè. Nhiều người nhận xét về hai mẹ con. Đến nay, con gái đầu lòng của Võ Hạ Trâm và ông xã Ấn Độ đã được hơn 4 tháng tuổi. Với vẻ ngoài bụ bặm, Võ Hạ Trâm thường trêu con gái là cục tạ. Bạn nghĩ sao về những hình ảnh mới này của bé Moon? Hãy để lại cảm nghĩ của bạn phía dưới phần bình luận nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.